Khoảng 90 cụ ông, cụ bà Hàn Quốc được đoàn tụ với thân nhân ở phía Bắc. Họ bị chia cắt hơn 60 năm qua, kể từ cuộc chiến tranh phân chia bán đảo Triều Tiên ra làm hai. Các thân nhân bị chia cắt được đoàn tụ hôm 20 tháng 8 tại khu du lịch nghỉ mát núi Kim Cương của Triều Tiên sau khi các đoàn xe buýt chạy qua biên giới vào miền Bắc. Trong 3 ngày, họ sẽ có 6 cuộc gặp mặt với người thân ở phía Bắc dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng Triều Tiên. Kể từ năm 2000 cho tới nay, chỉ mới có 20 cuộc đoàn tụ như thế này. Lần gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2015. Hàng triệu gia đình bị phân ly bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sau hơn nửa thế kỷ phân chia, nhiều người đã qua đời trước khi được đoàn tụ với người thân. Hầu hết những người còn sống sót, nay đã trên 80 tuổi.